Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc Family Channel nha. Đây là kênh thứ hai của Ngọc mà mong mừng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho Ngọc. Kênh của Ngọc chia sẻ về một cái đề tài sinh lý của một người phụ nữ, đặc biệt là chuyện phòng the, những cái chuyện thầm kín và những cái chuyện mà giúp cho cặp vợ chồng nào cũng rất là khao khát muốn xem những cái chia sẻ của Ngọc. Và ngày hôm nay Ngọc xin chia sẻ với mọi người thật thẳng thắn và thật chính xác về cái chuyện tình dục luôn. Thì cái chia sẻ này á rất là thú vị. Cái tiêu đề là lợi ích, 6 cái lợi ích bất ngờ tuyệt vời nếu như bạn quan hệ tình dục thường xuyên mà không phải ai cũng biết. Có những người ta chưa có suy nghĩ về cái chuyện quan hệ tình dục thường xuyên sẽ mang lại những cái lợi ích gì, thì bây giờ mình sẽ nói cho mọi người biết những cái lợi ích, 6 cái lợi ích tuyệt vời khi mình làm chuyện quan hệ tình dục thường xuyên ha. Không phải chỉ tạo lên cái sự thăng hoa cho tình yêu đâu, mà cái chuyện quan hệ tình dục nó sẽ giúp cho mình, đó là một cái yêu cầu cần thiết cho một cái cơ thể con người. Nhìn chung á, là nếu một con người mà không có quan hệ tình dục thì cái người đó đừng nên sống, tại vì nó chán, nó buồn lắm. Cái chuyện quan hệ tình dục nó là một cái chuyện giúp cho cái cuộc đời của mình thêm yêu đời hơn, thêm sung mãn hơn, và nó giúp cho gắn kết giữa hai người mà đang yêu nhau á. Thì nếu mà nói yêu nhau thì phải thể hiện cái chuyện quan hệ, sự tin tưởng lẫn nhau. Sex còn giúp cải thiện được cái đời sống lẫn sức khỏe của bạn, và nó mang lại 6 cái lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Đó là cái lợi ích thứ nhất, đó là có một giấc ngủ ngon. Một cái nghiên cứu cho thấy cái tình dục nó sẽ giúp cho người đàn ông dễ dàng ngủ hơn, và người phụ nữ có sự duy trì trách nhiệm, đưa ra những cái quyết định và hành động. Sau đó đó, cái chứng tỏ rằng cái chuyện mà mình tình dục nó giúp giải phóng những cái chất làm cho mình căng thẳng nè, trong những cái lúc mà mình làm việc mệt mỏi đó, thì khi mà mình quan hệ tình dục thì giúp cho mình rất là tạo cho mình một cái cảm giác buồn ngủ lắm. Sau khi mà mình quan hệ xong thì ai cũng buồn ngủ hết đúng không ạ? Cho nên nó giúp cho mình rất là dễ ngủ. Và cái lợi ích thứ hai đó là tình dục giúp cho giảm đau. Sex kích thích sự giải phóng hormone gây đau đớn và sản sinh một cái chất giảm đau hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2013 của Đức phát hiện rằng những người mắc chứng đau nửa đầu hoặc là đau đầu báo động rằng họ giảm đến 60% mức độ khi quan hệ tình dục. Một nghiên cứu khác thì chỉ ra rằng những người phụ nữ bị kích thích điểm G hay đạt cực khoái sẽ tạo nên một làn sóc giữa oxytocin, và nó sẽ phóng ra những cái hormone và giúp cho liên kết và làm cho mình giảm đau đầu rất là hiệu quả nè. Cái thứ lợi ích thứ ba đó là tình dục giúp cho bạn hạnh phúc hơn. Ngoài việc sản sinh ra những cái chất tốt cho cơ thể, thì có nhiều nghiên cứu của khoa học họ nói rằng cái chuyện mà phụ nữ quan hệ tình dục không dùng bao cao su sẽ có triệu chứng trầm cảm ít hơn so với những người phụ nữ mà sử dụng bao cao su. Thực tế thì việc mà kết hợp khác nhau trong cái tinh dịch bao gồm estrogen và cái chất gì đó có cái đặc tính chống trầm cảm, giúp cho cơ thể hấp thụ sau khi quan hệ, trừ khi bạn quan hệ quá lâu thì một cái đối tác cảm thấy nên sử dụng bao cao su. Có nhiều cái cách khác nhau để mà mình cải thiện tâm trạng của mình, nhưng lại không có nhiều cái cách để tránh mắc những cái bệnh tình dục này. Thứ tư là tình dục làm cho giảm nếp nhăn. Một cái nghiên cứu của Anh nói rằng cặp quan hệ tình dục, một cặp vợ chồng quan hệ tình dục 3 lần một tuần trung bình sẽ trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật của họ. Lý do là khi họ đạt cực khoái, cơ thể sẽ kích hoạt giải phóng estrogen, giải phóng giúp cho cái sức khỏe, tóc và da của mình thêm đẹp hơn nha. Cái lợi ích thứ năm đó là tình dục cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Hoạt động tình dục giúp làm tăng nhịp tim của bạn, giúp cho hệ thống tim hoạt động. Một khi mà mình quan hệ tình dục thường xuyên á, nó sẽ kích hoạt và giúp cho tim của mình hoạt động tốt hơn, và có khả năng không có bị đột quỵ nè, không có bị những cái bệnh khác nè, khi mà mình dành nhiều thời gian cho chuyện ấy. Và bởi thực tế là người đàn ông sẽ có sức khỏe tổng thể tốt hơn khi mà hệ tim mạch của họ, khi mà họ quan hệ tình dục nhiều, thì giống như là mình tập thể dục nhiều thì tim mạch của mình nó sẽ có một cái quá trình mình đẩy ra những cái chất không có cần thiết cho cơ thể, làm cho tim mạch của mình khỏe hơn. Và cái lợi ích cuối cùng là lợi ích thứ sáu, tình dục có thể tăng cường trí nhớ của bạn. Nghe thì nó rất là lạ, nhưng thật ra là sự thật nó là vậy mọi người ơi. Một cái nghiên cứu cho rằng cái chuyện quan hệ tình dục thì chỉ cần một lần trong khoảng thời gian 14 ngày thì những cái con tham gia vào cơ quan tình dục mãn tính
thì sẽ nảy sinh ra những tế bào thần kinh. Mặc dù cái nghiên cứu này nó chưa có thật sự là chính xác lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình tăng trí nhớ tình dục do cái tình dục xảy ra, nhưng sẽ kích thích sự phát triển ở neuron thần kinh ở não bộ nha. Và nó sẽ làm cho cái con người ta đó có một cái trí nhớ siêu phàm. Nhưng tình dục cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho bạn tụt cảm xúc. Một người cho rằng mức độ estrogen, testosterone gì đó cao cũng khiến cho cuộc trò chuyện thân mật khi quan hệ tình dục trở nên xa xỉ và kém hiệu quả. Điều này dẫn đến cảm giác hối tiếc cho đôi bên. Những người khác còn nhận lấy hậu quả sau khi làm chuyện ấy với một đối tác không có gì hơn ngoài sex hay không hợp chuyện chăn gối. Thì đó là những cái chia sẻ mà Ngọc đã tìm được và mong muốn chia sẻ với mọi người về những cái lợi ích tuyệt vời khi mà quan hệ tình dục thật là nhiều. Có những người nói rằng những người mà dâm giống như Ngọc là những người bị bệnh hay gì đó, thì có thể rằng họ nói đúng mà cũng có thể là sai. Bởi vì Ngọc thì thấy rằng Ngọc thích quan hệ tình dục, mà sao mà Ngọc, cái mặt của Ngọc già hơn cái tuổi. Có nhiều người nói em ơi em bao nhiêu tuổi, em 30 tuổi mà sao cái mặt em già quá vậy. Thì Ngọc cũng không biết vì sao mình cũng rất là thích quan hệ tình dục mà tại sao cái mặt mình nó già hơn cái tuổi nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe những chia sẻ của Ngọc. Nếu mọi người thấy video này hay thì xin mọi người like video và đăng ký kênh để ủng hộ giùm cho Ngọc nha. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.